Chưa chiếu hết chương tương tư, Dương Tử lại sắp sửa lên sóng phim mới, bất ngờ về danh tính của nam chính. Người đơn duyên với Dương Tử trong dự án mới là em trai của nữ diễn viên Phạm Băng Băng. Nhiều cộng đồng mạng tinh ý phát hiện ra Muốn Mãi Mãi Yêu hiện đang nằm trong danh sách phim chiếu hè của Soku. Dù vậy, do phía nền tảng chưa có thông báo chính thức về lịch phát sóng, nên dân tình vẫn nên bình tĩnh chờ đợi. Có ý kiến cho rằng lý do khiến Soku gấp gáp đẩy nhanh thời gian chiếu của Muốn Mãi Mãi Yêu vì muốn mượn nhiệt từ trường tương tư đang phát trên Tencent. Thực tế đây cũng không phải lần đầu tiên Soku có hành động như vậy. Cách đây ít lâu, nền tảng này cũng cho trình nàng lang quân không như ý Trần Triết Viễn, Ngô Tuyên Nghị đóng chính ngay sau khi cơn sốt vụng trộm không thể giấu chuyện đầu tư Trần Triết Viễn hạ màn. Muốn Mãi Mãi Yêu là bộ phim hiện đại đầu tiên Dương Tử nhận lời đóng chính kể từ khi rời khỏi công ty quản lý Hoàn Thụy Thế Kỷ. Phim tổ chức lễ khai mạc cuối 2022, kết thúc ghi hình vào đầu tháng 4 năm 2023. Nội dung phim xoay quanh câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Hoàng Doanh Tử, Dương Tử và Tưởng Dực, Phạm Thừa Thừa. Khác với những bộ phim Dương Tử thực hiện trước đó, Muốn Mãi Mãi Yêu là kịch bản gốc, không phải dự án chuyển thể, thế nên dân tình đều đang ngóng chờ ngày phim ra mắt. Bên cạnh việc tò mò tình tiết phim, cộng đồng mạng còn rất muốn biết tương tác giữa Dương Tử và Phạm Thừa Thừa sẽ ra sao.